Chiều ngày 25 tháng 8, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có báo cáo ban đầu vụ việc phát hiện hai thi thể chỉ còn phần xương ở khu rừng thuộc xã Đắc Rông, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Cơ quan chức năng nhận định khả năng hai thi thể này là hai bố con vào rừng để tìm phong lan, nấm. Theo đó, ngay khi ghi nhận được thông tin vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vị trí hai bộ xương trong rừng sâu, cây rừng mọc rậm rạp, trên sườn dốc, gần suối nước. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi bước đầu cơ quan chức năng nhận định có một bộ xương ở dưới đất là nam giới, khoảng từ 30 đến 50 tuổi. Bộ xương nằm trên võng là bé trai khoảng 10 đến 15 tuổi. Thời gian tử vong khoảng 3 đến 4 tháng trước. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định khả năng đây là hai cho con từ nơi khác đến, vào rừng thu hái lâm sản vụ, hoa phong lan, nấm. Hiện trường còn có một võng dù màu xanh đang mắc trên cây rừng, hai áo mưa, túi sách màu đen, bên trong có thuốc đau bụng, giảm đau, lưỡi câu cá và gạo. Hiện các cơ quan chức năng đã thông báo xác minh những trường hợp vắng mặt tại địa phương, tuy nhiên đến nay chưa phát hiện trường hợp nghi vấn. Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục giả soát mở rộng, xác minh để truy tìm tung tích hai nạn nhân trên, để làm rõ nội dung vụ việc, xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong.